Vĩnh Phúc, địa phương có nhiều diện tích đồng cỏ thuận lợi cho phát triển chăn nuôi bò sữa. Tổng đàn bò sữa trong tỉnh đạt khoảng 12.000 con. Hiện nay, bò sữa tập trung chủ yếu ở Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường. Không chỉ sản xuất sữa nguyên liệu cung cấp cho các hãng sữa lớn, một số mối liên kết chăn nuôi đã chuyển hướng sang chế biến các sản phẩm từ sữa để nâng cao giá trị. Thưa bà con, hiện nay nhằm giúp những người chăn nuôi bò sữa yên tâm về đầu ra cho sản phẩm, tránh được trường hợp thương lái ép giá cũng như phụ thuộc vào các công ty sữa, thì những mối liên kết trong chăn nuôi bò sữa được hình thành giúp bà con yên tâm hơn trong bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, khi họ chuyển hướng sang chế biến những sản phẩm từ sữa thì giúp bà con chăn nuôi chủ động hơn. Và hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo là một ví dụ. Mời bà con cùng tìm hiểu cách làm của hợp tác xã này. Ông Chu Tiến Dũng, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, nuôi bò sữa từ những năm 2010. Khi đó, ông bán sữa cho các công ty thu mua, nhưng giá theo các năm không ổn định. Đối với những người chăn nuôi như ông Dũng, việc có được đơn vị thu mua sữa lâu dài, giá cả ổn định là điều quan trọng giúp ông duy trì và phát triển đàn bò sữa. Chính vì vậy, năm 2019, ông Dũng tham gia hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo, cung cấp sữa cho hợp tác xã. Hiện ông có 6 con gồm bò sữa và bê con. Trung bình một con bò sữa giúp ông có thu nhập mỗi tháng từ 5 đến 7 triệu đồng tiền bán sữa. Hợp tác xã bao tiêu cho hết sữa, sản phẩm cho bà con. Bao tiêu hết sản phẩm cho bà con ổn định giá cả. Từ giờ cuối năm kiểu gì tôi cũng phải chậm thêm gương nổ, ít nhất là 4-5 con nữa. Bởi vì mình nuôi này nó được hơn cái thứ khác. Giá cả ổn định mà mình nuôi nó đảm bảo hơn cái thứ khác là không bị dịch bệnh. Phải ghi chép sổ sách về lượng thức ăn trong quá trình chăn nuôi, lượng sữa mỗi ngày là việc mà các thành viên hợp tác xã phải làm hàng ngày. Tham gia hợp tác xã đồng nghĩa với việc các thành viên phải tuân thủ đúng các cam kết về chăn nuôi sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp mà hợp tác xã triển khai. Quá trình chăn nuôi của các thành viên sẽ được hợp tác xã theo dõi thường xuyên để đảm bảo nguồn sữa sạch khi thu mua cũng như cung cấp ra thị trường. Tất nhiên là khi mà tham gia vào hợp tác xã thì là các thành viên phải đáp ứng đầy đủ các cái quy trình chăn nuôi sạch để đảm bảo cái chất lượng sữa cho hợp tác xã. Về thức ăn và điều trị bệnh thì ví dụ thức ăn thì mình phải hướng dẫn họ là ví dụ mùa thức ăn thì theo mùa, ví dụ mùa nóng này thì mình phải áp dụng nhiều những cái thực phẩm có chất thô, sơ nhiều hơn để cho nó không làm bị nóng quá. Trong hợp tác xã, ngoài thức ăn thu xanh, các thành viên sẽ bổ sung thêm cám ngô và cám sữa cho bò. Ngoài ra, canxi, vitamin cũng sẽ được thường xuyên bổ sung vào nước uống để tăng đề kháng cho bò. Khi bò được bổ sung đầy đủ dưỡng chất, sẽ giúp đảm bảo chất lượng và số lượng sữa đều đặn. Lúc mà mới mà làm hợp đồng thì cũng báo giá là có là nếu mà công ty sữa bên này nó lên thì bên này cũng lên. Đấy, cũng ổn định cho bà con. Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo được thành lập vào năm 2018 với 9 thành viên, trong đó có 5 hộ thành viên chăn nuôi bò sữa với tổng đàn 60 con. Hợp tác xã tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, giúp người chăn nuôi chủ động về đầu ra. Anh em muốn thành lập hợp tác xã để mà phát triển cái dự án đàn bò sữa của huyện ấy. Tức là ở đây là có huyện có một cái dự án phát triển đàn bò sữa cho địa phương rất là phù hợp với mô hình kinh tế ở đây và điều kiện tự nhiên ở đây, đất đai nó cũng rộng này, bà con thì cần cù chịu khó ấy. Thì sau khi thành lập hợp tác xã thì cái mục đích là cùng nhau phát triển. Khi mới thành lập, hợp tác xã chuyên cung cấp sữa cho công ty thu mua. Tuy nhiên, được một thời gian, công ty dừng không thu mua nữa. Khi đó, việc phải thực hiện cam kết thu mua toàn bộ sữa cho bà con trở thành thách thức lớn đối với hợp tác xã. Vì vậy, các thành viên hợp tác xã đã họp bàn và quyết định chuyển hướng đầu tư máy móc thiết bị sản xuất để làm các sản phẩm chế biến từ sữa, bánh sữa, sữa chua các loại là sản phẩm chế biến mới của hợp tác xã bên cạnh dòng sữa tươi Thanh Trùng truyền thống. Trước đây thì ở vùng nguyên liệu này chủ yếu bà con này cân cho các công ty, nhưng mà sau khi mà các công ty thì có những thời điểm mà họ khống chế sản lượng, dụ cái sản lượng mà ngoài cái sản lượng đã đăng ký ấy, thì cái giá nó thu mua nó rẻ, cho nên là
hợp tác xã cũng mong muốn là tìm ra một cái hướng đi mới để cho cái đầu ra của bà con nó được ổn định hơn. Thì hợp tác xã bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2019 đến nay thì cũng được hơn một năm rồi, và sau cái quá trình sản xuất thì sản phẩm đưa ra thị trường thì cũng được là mọi người đón nhận. Từ những sản phẩm chế biến đầu tiên chưa được khách hàng biết đến, các thành viên hợp tác xã đã phải đi chào hàng cho khách hàng dùng thử. Dần dần, sản phẩm của hợp tác xã được nhiều người tiêu dùng biết đến. Hiện trung bình mỗi ngày, hợp tác xã thu mua cho bà con 300 lít sữa. Hợp tác xã cũng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh có các sản phẩm chế biến từ sữa. Các sản phẩm của hợp tác xã đạt đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao sức cạnh tranh của hợp tác xã trên thị trường. Các sản phẩm từ sữa của hợp tác xã không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn được mở rộng ra một số tỉnh lân cận như Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ. Kể từ đầu cho đến thời điểm bây giờ thì cũng vẫn đang là gặp rất nhiều khó khăn là do cái thương hiệu mới, nên là mọi người tiêu dùng còn ít biết đến. Thậm chí là có những khách hàng người ta còn không tin là Tam Đảo có bò, không tin là Tam Đảo có bò sữa. Mình đã từng đi bán hàng và rất nhiều khách khi mà họ giới thiệu là sữa chua Tam Đảo, người ta ồ, Tam Đảo cũng có bò à. Tức là chỉ cần cái việc là chứng minh cho khách hàng biết là Tam Đảo có bò sữa đã là một cái vấn đề mà hợp tác xã đã và đang làm. Cái lúc đầu thì hợp tác xã cũng áp dụng cái chính sách là giới thiệu này, quảng bá cho ăn thử rồi các thứ đấy. Thì sau khi mà người tiêu dùng đã ăn thử, đã cảm nhận, đã quen thì họ sẽ tự họ cũng giới thiệu cho nhau. Hiện nay, để người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm của mình thì hợp tác xã đã có trang bán hàng online. Hợp tác xã đã có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh là dòng sản phẩm bánh sữa và dòng sản phẩm sữa chua. Đây là tiền đề để hợp tác xã tiếp tục đưa sản phẩm của mình đến với nhiều thị trường hơn nữa. Thưa bà con, hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo là mối liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị, giúp tạo ra cho thị trường những sản phẩm sữa chất lượng mà còn giúp người chăn nuôi yên tâm về đầu ra cho sản phẩm. Trong thời gian tới thì hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh tìm đầu ra cho sản phẩm cũng như kết nạp thêm thành viên để có thể bao tiêu nhiều hơn nữa sản phẩm sữa cho bà con nông dân.